Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả thân mến, quay trở lại với video của mình tiếp theo. Hiện tại thì ngay lúc này thì mình đang có mặt ở một vườn cam, cam Vinh và cũng như là cam đường của nhà ông anh Giai ở khu vực dưới xã Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang đây mọi người nhé. Thế nên mình đi về dưới này mình đi tham quan vườn, mô hình vườn cam và cũng như là cập nhật cái thông tin giá cam hiện tại thời điểm bây giờ. Và cũng như là đi tìm hiểu cái cách chia sẻ, cái cách làm và chăm sóc ở đây. Thì đây là trước mặt mình, đây là một cái cây cam đường đây, bất quả rất là sai mọi người ạ. Và đang thì cũng là lên mã rất là đẹp. Còn bên này là cây cam Vinh này mọi người ạ. Đây, cây này thì rất là to này. Đấy, đây mình quay một chút mọi người, là thứ nhất là cái độ cây này nó cũng nhiều năm tuổi rồi, hai nữa là quả rất là sai và mã rất là đẹp đây đó. Với hiện tại thì cái giá mức cam Vinh thì bây giờ thời điểm bây giờ này nó dao động từ 20 cho đến gần 30.000 một kg. Đấy là cắt về hàng hàng chọn đấy. Hàng chọn thì nó là toàn là những cái quả nó to đẹp lắm mọi người nhé. Đó, đây. Đấy, nhìn cái cảnh nó rất là xài. À, đây mình nhờ anh Giai đưa đi tham quan vườn mọi người ạ. Đấy, anh thì hơi xấu hổ lên TV. Những cái cây này khoảng tầm bao nhiêu năm rồi anh? Cam Vinh á. Vâng, cây cam Vinh này. Cam Vinh này hơn chục năm rồi. Hơn chục năm cây này. Như cái cây này anh Cương đoán được cái cây này nó khoảng tỷ lệ nó rơi vào tầm bao nhiêu cân không? Cây này tầm hơn 2 tạ. Cây này hơn 2 tạ á? Ừ. Ghê nhỉ, nhìn nó sai này ấy nhỉ. Đấy, mọi người nhìn thấy sai chưa? Hiện tại thì như cái vườn này thì bây giờ nó rơi vào khoảng tầm bao nhiêu cây anh? Vườn này cam Vinh có mấy chục cây thôi, vườn này chủ yếu cam đường nhiều. Cam đường nhiều. Đó. Đấy, mùa ở hiện tại thì bây giờ quê hương mình đây thì bây giờ đang là thời điểm là cam Vinh và cũng như là cam đường, và chuẩn bị bước sang đến tháng tới này là đến mùa thu hoạch táo nữa nhé mọi người nhé. Đấy, táo thì cũng rất là nhiều loại táo, táo đào, táo xuân, táo chua, táo đài đó. Đây trên này, đây, lên trên này tham quan một chút này. Đây, những cái cây cam Vinh đó, nhìn mã rất là đẹp. Như vườn này bây giờ hiện tại thì bây giờ là có người đặt chưa hay là mình chưa em ơi? À chưa chưa ạ. À chưa. Chưa có người đặt mọi người ạ. Mà các bác nào mà đi chợ thì tham khảo những cái vườn như này mình quay thì đa số là những cái vườn đẹp không mọi người nhé. Vườn đẹp và sai và có tỷ lệ là nhiều cây. Đó. Thì mình quay này thì để cho mọi người biết được những cái điểm và những cái vườn, để mọi người đến trực tiếp vườn tham khảo. Đây, sang bên đầu bên này nhé mọi người. Ui, cây khỏe thế nhỉ, xanh xanh đen luôn này mọi người, cây. À đường này lại có một đường bên này nữa nhỉ. Cây này thì chưa nhỉ. Như này thì khoảng tầm đến bao giờ chín anh? Hơn tháng nữa. Hơn tháng à. Em thấy có một số điểm đây nhỉ. Như dòng cam này thì vất vả nhỉ. À, bón phân này, tưới nước này, phun thuốc này. À, đây mọi người, ui rồi, ui quả bóng lọng luôn nhé, đây, đây bóng lọng đẹp luôn. Đấy. Vừa rồi ở đây thì nó cũng bị ảnh hưởng cơn lũ khá là mạnh nhé mọi người. Năm nay thì so với mọi năm là năm nay là nó bị ngập nước lên là nó rụng khá là nhiều. Đấy.
Nhìn quả ui giỏi, ui nó phê. Phê thế nhỉ. Đấy. Cái mé, mé ngoài rìa đường đây nhỉ. cây này chả đến mấy chục cân hả anh? Tạ. Tạ. Ghê nhỉ. Nhưng mà loại này bây giờ nó tầm này ăn ngọt chứ nhỉ. Ăn ngọt rồi. Đấy, mọi người nhìn này, cái mã này, cái màu mã này. Khá là tuyệt đối mà đẹp luôn. Đấy. Đi quay chó nó cắn này. Này, sai. Đấy, sang cây này thì đây. Cái này, cây này phải vít này. Đấy, vít thì không nó sai quá nó bị gãy mọi người nhé. Đấy, quả chín luôn. Ôi giời, thế tầm này chưa như này người ta chưa mua ai? Chưa chín kỹ. Chưa chín kỹ gì. Đây, cây chăm khỏe nhá. Nhìn. Đấy. Phần chăm được nó nhìn nó khỏe. Ghê quả to nhỉ. Sải thế. Này cây, những cây này. Như này cây này có phải yếu nhỉ? Cây này cây yếu rồi. Yếu nhỉ. Nhìn nó yếu, màu lá lá nó khác. Ui giời, sao nó rụng nhiều này anh? Cây này cây bệnh. À nó bị bệnh gì? Đấy, bị bệnh nên là nó bị rụng hết rồi mọi người. Đó. Như mỗi năm là cái vườn này thu hoạch thì nó rơi vào được khoảng tầm bao nhiêu tấn anh? Anh Cương? Có ghi ước tính vào không? Cam đường ấy. Vâng. À. Cây khỏe thế, nhìn thích nhỉ. Nhìn cái mã nó sáng, nó bóng này. Cây đấy á? Ui giời. Cây này đẹp nha. Cây này mà kiểu như mùa kia mà Tết ý nhờ, trưng bày nha. Mà đang đẹp nhỉ, đào nhau nhỉ. À nó phải lên lọc này hả? Tầm này nó phải ra được lọc cũng khỏe. Đây, những chùm này. Xài. Dã man. Này bao nhiêu quả đây? 2, 4, 5. Này cũng rụng bớt rồi. Cây này yếu nhỉ? Cây này là yếu. Ui ơ, vịt. Nó vịt này mà nhỉ? Đây. Cái mã nhỉ? Đẹp nhỉ? Vịt thô. Đấy. Cây này khỏe, em thấy là cây này hình như khỏe nhất sao? Nhỉ? Yeah. Vâng. Đây. Chị đang ăn cam. Nó phải lên màu vàng cơ nhỉ. Đấy. Nó lên màu vàng thì nó mới đẹp được. Còn bây giờ nó gần như là màu nó chỉ là hơi hung hung. Khác với màu lá một chút thôi mọi người. Nếu mà màu xanh thì nó hầu như là màu xanh thì khó nhìn được. Đây mình đưa quý vị các bạn đi tham quan một vòng nữa. Đó. Những cái cây cam đường mặc nhân cam vinh. Phải nói là mình nhìn cái mã màu ở dưới này là bà con dưới này là chủ yếu là chăm những cái, chăm sóc những cái cây trồng này rất là có kỹ thuật. Đấy, chăm quả rất là to và đẹp đây mọi người nhìn thấy đây. Quả to bằng cái chén cái cốc của. Đây, mã tương đối là đẹp nhé. Và cây này nữa. Ui giời, ôi. Nhìn nó phiêu luôn mọi người ạ. Cam này thì ăn rất là ngon rồi.
Nếu mà về để vùng hoa quả thì ở khu vực Lục Ngạn này hoa quả ăn tương đối là gần như là tỷ lệ đạt chuẩn luôn mọi người nhé. Đẹp, mạ đẹp thật. Cây sai. Đó, mọi người sang đây nhìn cây này. Đấy. Các bác nào mà có nhu cầu mua cam vinh và cũng như là cam đường thì cứ liên hệ với số điện thoại mình để mình giới thiệu cho mọi người, để mọi người đỡ phải vất vả đi tìm vườn, nhà vườn nhé. Đó. Đây cái mã đây, mọi người có thể nhìn quan sát ở trên video nhé. Thực tế luôn. Hình ảnh thực tế. Màu nó như nào thì nó là như thế nhé mọi người nhé. Nên là mọi người cứ yên tâm. Đó. Ở đây trong trong lĩnh vực này trồng trọt vào cam bưởi này thì khu ở Tân Quang, đồng quýt này cũng là tương đối một trong những khu vực Lục Ngạn này trồng khá là nổi tiếng về những về cam và bưởi và có kỹ thuật chăm sóc rất là giỏi. Đó. Nhiều lắm, nói chung về cam thì ở khu vực dưới này nhiều. Các bác về dưới này thì mọi người thể đi tham quan cũng như là đi tìm các nhà vườn thì rất là nhiều cam bưởi. Đi anh Cương ơi. Đi xuống đi. Ừ. Ừ. Xài dã man luôn. Vừa nãy là mình quay ở cái vườn bên trên là của nhà ông anh Giai. Anh Giai khác. Đấy. Còn anh Giai chủ vườn vừa nãy đưa đi, đưa mình đi tham quan ấy là vườn của nhà anh đây mọi người nhé. Năm nay nhà anh thì năm nay cũng bị ảnh hưởng ngập lụt nên là cũng bị hỏng một cơ số dụng nhiều mọi người ạ. Đây. Năm ngoái thì mình có review vườn nhà anh Giai ở đây rồi. Đấy. Cũng cái thời điểm mà đang chuẩn bị là mùa thu hoạch nhưng mà mình về có một lần. Nên là không review cái thời điểm. Như hôm qua nhà anh đây, nhà anh hôm qua cũng cắt khoảng tầm hơn tấn rồi. Đó. Đó. Nhìn cái những cái lớp quả này đẹp phê luôn. Nhà anh thu hoạch rồi mọi người ạ. Đây kia nhà anh ấy, cái bể phun chứa thuốc sâu đây mọi người. Đó, bể này đây, màu đồng, phun đồng nhiều mọi người ạ. Hầu như mình thấy là mọi người phun cam nó phun đồng xanh rất là nhiều. Đó. Này thử thử thưa một chút. Cái này vừa rồi hái rồi phải không chị gái ơi? À nước ngập á? À. Đây mọi người vừa rồi là nhà chị lên ngập lên đến trên này. Đó. Nó rơi vào khoảng gần 1 mét ngập này. Nên là nó bị ảnh hưởng, nó rụng hết đây. Đó. Không, đánh nhẽ ra những cái cây này như năm ngoái mình cũng review cây này khá là sai. Nhưng mà năm nay mình xuống đây thì nhìn nó sơ xác hơn. Nó không được sai như mọi năm. Nói chung là mình quay về cái vườn nhà anh Giai đây thì là vườn này cũng nhà anh chị rất là nhiều cây. Mình cũng không nhớ được khoảng là tầm bao nhiêu cây cả. Nhưng mà số lượng thì mình tính là cũng tương đối là khá là nhiều mọi người. Số lượng đầu cây. Đây. Cam vinh. Đó. Bên này là một số cam vinh này. À, anh đang ghép đây nữa này. Ừ. Đang ghép đây. Và bên này có bưởi này. Đẹp thế nhìn. Nhìn cái mô hình đây thì cái chất đất đây khá là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Đây. Đó. Chất đất đây thì nó hầu như là đất pha cát này.
Bưởi cũng sai. Rộng lắm mọi người ạ. Đây là mình cũng chưa đi hết đâu. Mình quay nôm na ở đây cho mọi người nhìn thấy được, định vị được cái hướng và những cái gốc cây, độ gốc cây này là mọi người cũng quan sát là biết được là cái độ cây nó nhiều nào. Đây là chỉ một góc ở cái khu vực này thôi. Vườn rất là rộng. Bưởi đây. Bưởi này chưa được thu hoạch. Quả cũng tương đối khá là to ấy. Đấy. Toàn bộ xung quanh đây rất là nhiều. Đây, nhánh dài thì rộng lắm mọi người, bao quát. Thì sáng nay thì nhà anh chị hái một chút để làm cỗ cho nhà anh em, nhà anh chị. Đây cầm cầm vinh đây mọi người nhìn cái cây này. Quá là sai. Vườn rộng. Được hai vợ chồng làm cái này quá là giỏi luôn. Đây bên ngoài này khá là nhiều vườn luôn, toàn cam à, bên này là cam đường này mọi người ạ. Vâng, bà nhổ cỏ này. À, bà năm nay có được nhiều cam không? Vài tấn. Ngâm lên chỗ nào ngâm nước à, chỗ đấy. Vâng. Nên nhà bà nhiều bưởi không? Nhiều cam không? Cam là bà không có ấy đâu. Này chỉ có cam vinh à? Đấy, cam vinh. Vâng. Một thứ một tí. Vâng. Dùng hết thì một loạt thì còn một thứ thì nhiều, nhưng mà dùng một thứ một tí. Vâng. Cam nước đấy. Vườn cam đường này của nhà bà hay nhà ấy đấy? À, nhà bên cạnh kia. Tôi tham quan một chút nhé. Quả này bà to phết đấy nhỉ. Ê, bà trồng nhiều rau thế. Toàn rau ngót này. Đấy. Này, bên này nhà bà thì chủ yếu là cam vinh. Vườn nhà nhìn chăm sóc được, nhìn cái màu mã quả nó to và cũng như là bóng, mã bóng hơn. Xài. Nó bị vừa rồi ở đây, khu này nó gần như là ngập lửa cây này luôn mọi người ạ. Hỏng hết. May quá nó lại không bị ảnh hưởng đến cây ấy. Đây, cam cam đường. Xen kẽ cây cam đường và cây cam vinh. Xài khá là tuyệt vời. Cây xài chưa? Đẹp thế. Rồi bác nào mà có nhu cầu, các bác anh chị, các cô nào mà có nhu cầu mua lĩnh vực về cam, bưởi. Thì, vâng, con chào bà. Đó. Bà đi thăm vườn ạ. Anh đang mở đi thăm nhà nó, năm nay nhà nó còn đẹp không? Đẹp lắm bà. Bà. Vàng nó lụt ảnh hưởng chung. Đó, các bác nào mà có nhu cầu muốn mua những theo những vườn cam hoặc vườn bưởi tới đây thì các bác cứ liên hệ với em để em đi tham khảo cũng như là tìm những cái vườn cam, vườn bưởi đẹp cho bà con. Để bà con, các bác cũng như là bà con có đầu nguồn đi ra. Và cũng như là tốt cho các bác thương lái để các bác đỡ phải đi vất vả. Đấy. Các bác chỉ cần nhìn màu mã đẹp ok. Mình sẽ liên hệ với chủ vườn là kết nối để thỏa thuận. Đó. Rồi bây giờ mình chắc là mình cũng xin phép là mọi người mình hôm nay kết thúc cái video. Hôm nay mình về dưới khu vực thôn Áp, xã Tân Quang, Lục Ngạn, Bắc Giang ở đây. Tham quan các vườn vải.
Vườn vải, thứ nhất là vườn vải này, vườn cam, vườn bưởi, vườn táo ở dưới này mọi người. Thì nay mình qua nhà ông Anh ra ở đây thì là quay cái vườn cam. Đó. Cam đường và cũng như là cam Vinh đây. Mọi người xem video cho mình xin một lượt like và cũng như là chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực và để kênh phát triển nhé mọi người nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau của mình tiếp theo. Xin chào.